Sợ không? Sợ thì chạy đi, đứng đó làm chi? Chạy nhanh lên! Cái hộp kẹo của bạn Bo đâu rồi? Con Hoodie kia đã đánh cắp hộp kẹo của bạn Bo. Yeah! Bạn Bo đã hạ gục con Hoodie rồi. Bạn Bo đã lấy được hộp kẹo của mình. Nè, con Hoodie này dám lấy kẹo của bạn Bo hả? Ê, đừng có đổ ra, đổ chỗ này bị dơ đó. Lấy ra vài cục thôi. Ăn cục nào? Bạn Bo ăn cục nào thì lấy ra. Ăn cục nào trước? Nè, nguyên hộp kẹo như thế này mà bạn Bo chỉ thích ăn hamburger thôi. Mở ra đi bạn Bo. Biết mở ra không? Nè. Rồi, hả miệng ra. Ai ăn? Ai ăn? Bò ăn hả? Ai ăn nó đi, ai ăn? Bò. Nó lên hình. Bò. Hồi tối giờ bạn Bo ăn mấy cục rồi? Một đâu, ăn 3, 4 cục, 5 cục luôn rồi. Đùa bạn Bo dài nè. Đó là con Hoodie chuối kìa bạn Bo. Nó đến đây để giải cứu cho con Hoodie lúc nãy. Con Hoodie nhỏ nhỏ chúng ta mới bắn đó. Con Hoodie đó, nó tấn công tới đây, đó là một con Hoodie chúa. Bạn Bo phải cẩn thận nha. Từ từ nha. Từ từ chúng ta phải đi phía sau nó mới bắn nó được. Đứng trước mặt nó, nó phát hiện đánh chúng ta chạy không kịp luôn đó. Đi qua đây coi chừng ổng kiến lửa đó. Đi qua đây núp nè. Vô trong đây nè, vô trong đây nè. Núp ở chỗ này đi. Khi nào mà nó không chú ý chúng ta lại gần chúng ta bắn nó nha. Hả? Bắn hụt rồi hả bạn Bo? Lùm như nãy đó, chạy đi, chạy đi. Chạy trốn đi, chạy về nhà đi. Chạy đi về, tìm siêu anh hùng. Chứ chúng ta không thể đối phó được với nó đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Bị gì á? Đi qua đây, qua đây. Nhanh. Không xong rồi bạn Bo ơi. Bọn chúng quá đông. Hai con Hoodie với thêm hai con Saigon Head nữa. Bây giờ phải đi vào nhà trốn thôi. Để siêu anh hùng xuất hiện thì chúng ta mới có thể đối đầu với nó được. Trốn ở trong đây, đừng có lên tiếng. Con quái vật nó không phát hiện đâu. Mình đang núp ở trong đây, kín lắm. Bây giờ ở đây im lặng, đợi cho quái vật đi qua rồi chúng ta sẽ tìm siêu nhân. Bạn Bo đi tìm siêu anh hùng, phóng to lên. Đi, từ từ bạn Bo. Đây là siêu anh hùng người sắt. Ý lộn, siêu anh hùng khổng lồ xanh và người nhện. Rồi, bạn Bo đem ra ngoài cho hai siêu anh hùng phóng to đi. Ở ngoài kia, anh siêu nhân nhện và anh khổng lồ xanh đang đi ngăn cản các con vật đó rồi. Các con quái vậy đó, nó không có vô tới đây đâu. Bây giờ đói bụng không? Bây giờ đi kiếm cái gì cho bạn Bo ăn nha. Đây là chả giò nè, mình sẽ chiên nha các bạn. Chiên xong rồi nó sẽ giòn ăn. Chứ bây giờ là mình mới mua ở siêu thị về, mua ở tấp tá xanh về á, là nó còn lạnh, nó mềm, nó chưa chín, mình phải chiên mình mới ăn được. Bây giờ ở đây có rất là nhiều luôn nha. Bây giờ bạn Bo đợi chút xíu nha, chiên cái này xong rồi mình ăn. Ok. Bo cầm ly này đi, rót cho bạn Bo một miếng Coca-Cola uống cho nó mát nha. Bạn Bo nãy giờ bị mấy con quái giặt ngược, chạy mệt quá, mồ hôi kìa, mồ hôi ướt hết trơn à. Đó, uống một cái vô đi cho nó mát mẻ nha. Được không? Cho uống miếng với coi. Sướng. Coca-Cola ngồi đã. Rồi, chả giò chắc là đi vô coi chả giò chín chưa. Đi vô đây nè. Mới được có 2 miếng à bạn Bo ơi. Từ từ để nhiều nhiều vô đi cho nó mau chín.
Để đứt lâu lắm đó, để gì nè. Dầu này hình như để hết rồi đó, nhưng mà kệ đi. Rồi đi ra ngoài mình đợi chút xíu đó, nó chín rồi mình ăn. Con bo làm gì vậy? Mấy cái gỗ đâu có che được đâu, đâu có trốn được khủng long với quái vật đâu mà đội lên trên như vậy vậy. Cái gỗ để gao để cá đó không có sạch đâu, để mấy gỗ ra ngoài máng đi. Nữa mấy cái gỗ này nè, coi nè, dính đây nè, để gao để cá nó dính vàng vàng trên nè, mà bạn bo đeo đội như vậy sao mà được. Đem đi, gom lại rồi đem ra ngoài đi. Cái này vàng quá, có chỗ bị đen luôn nè bạn bo ơi. Rút kinh nghiệm lần sau mình phải chiên vừa vừa thôi, đừng có cho nó vàng quá, đen quá ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Nóng lắm bạn bo ơi. Ủa, nóng quá rồi sao bây giờ, sao mà ăn? Ráng ăn miếng coi. Nóng dữ lắm. Xé vô bò vỏ à. Thấu luôn. Cái này nè, vô một miếng coi. Thèm lắm mà phải không? Để thổi cho bạn bo miếng này nha. Miếng này nè. Rồi chấm với tương ớt không? Khỏi hả? Còn nóng đó, còn nóng đó nha. Thì được nha. Ừ. Thổi đi. Ok phải không? Ngon không? Ngon không? Nhai dữ vậy. Ngon không? Anh người nhận. Bạn bo ơi, anh người nhận bị quái vật đánh bại, bây giờ quay chớ gì đây rồi. Bây giờ mình phải tìm thêm siêu anh hùng trợ giúp thôi. Anh người nhận, anh người nhận tìm chỗ ăn náo đi, em sẽ tìm thêm anh người sắt, anh tiện quen, anh Mario. Là anh Son Goku. À bé bo, bé bo tìm được anh siêu nhân xanh nữa đó hả? Hay quá. Anh siêu nhân xanh, anh siêu nhân xanh cái mặt bị sao, cái đầu bị sao mà bị thương rồi. Bị thương rồi không có chiến đấu được đâu. Cho anh siêu nhân xanh nghỉ ngơi đi. Dẫn anh Goku đi tiêu diệt mấy con quái vật kia. Cho anh người nhện nghỉ ngơi. Đây là sinh vật gì vậy bé bo? Bé bo có sợ không? Sợ không? Sợ thì chạy đi, đứng đó làm chi? Chạy nhanh lên. Hay quá, anh người sắt đã đến rồi. Anh người sắt đi vào trong thu phục con quái vật kia đi. Bạn bo, giờ này mà còn đi tưới cây nữa hả? Dẫn anh người sắt vô kìa. Anh người sắt, thì ra là bạn bo đang tắm cho anh người nhện. Anh người sắt vô chổng thu phục quái vật kia đi. Cho em với bạn bo đi ngoài này trốn nha. À con khủng long này, ba siêu nhân này đang nghỉ ngơi, đang bị thương mà khủng long này lại dám lại tấn công hả? Bé bo bắn khủng long cho nó té luôn. Xịt nó đi, bơm mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, nhanh lên. Rồi được, đủ rồi đó, đủ hơi rồi đó. Bắn khủng long một cái là nó té luôn nè. Bắn mạnh lên, dặn cái này lại, dặn cái này lại. Rồi bắn. À yeah, khủng long này dám kiếm chuyện với siêu nhân hả? Rồi đó, cho ba siêu nhân ở đây nghỉ ngơi được rồi đó. Đem khủng long đi nhốt luôn. Bạn bo lấy ra coi coi, bạn bo đi chợ mua được cái gì nè. Ây da, lột cái nón ra cái đã. Có món mà bạn bo rất thích. Bạn bo chỉ mong được có cái món đó thôi. Đây. Rồi. Rồi, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây mở ra nha. Món cuối bo là món nào? Đâu. À, đây là một bịch kẹo, một bịch kẹo hình cái bánh hamburger nè. Bạn còn có muốn món nào nữa không? Cái này là dao cạo râu. Dao cạo râu này không có bo, không có râu đâu mà cạo nè. Với chai này nữa nè. Rồi đó, của bo là hai cái này đó, ôm vô đi. Bây giờ mở cho bạn bo ăn cái này trước một cái nha. Không, ở trong đây còn nhiều cái món ngon lắm mà bạn bo chưa có biết đâu. Được mấy bịch? Được mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 12 cái. Woo, một cái đầu tiên. Dành cho bé Bo. Thành thành thành. Nè các bạn, hình cái bánh, hình cái bánh có 3 lớp. Rồi ăn đi. Bé Bo ăn đi. Trời ơi đã quá. Nè ở trong đây còn nữa nè. Còn mấy món dữ dữ luôn à. Cái này là trứng. Cái này bé Bo chưa có ăn được đâu. Cái này cũng là trứng luôn. Còn cái này là cái ức của con gà. Để mình làm cái món gọi là món gà kho. Sao? Gà kho xả. Cái này nhiều lắm bằng bò ơi. Đó, bao nhiêu đây là của con bò nè. Đó, bò gom vô đi. Xong rồi lấy cái hộp để vô nghe. À, còn một cái này nữa. Đây là cái gì? Để vô đây cho biết bò luôn. Rồi, bây giờ bạn bò sẽ để những cái đồ ăn của con bò trong cái hộp này nha. Nè, mở ra. Rồi để vô trong đây đi, cắt trong đây đi. Quá trời nhiều luôn rồi. Trời ơi, cái này là mấy cái gọi là cái thạch. Thạch. Còn cái này là kẹo hamburger. Có cái này là cái kẹo hình con gấu gì nè. Gom nha. Wow. Wow, đầy cái này luôn rồi bé bao ơi. Wow. Wow, nhiều quá nhiều rồi. Cắt lên trên đây nè. Thôi giờ thấy tội nghiệp quá rồi, tội thêm cục nữa nè. Rồi nè cầm. Cục nữa thôi. Rồi nghe.